Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới đây kéo dài 5 ngày. Dự kiến các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân và du khách tại thành phố Đà Nẵng sẽ đông đúc, tấp nập. Nhu cầu thưởng thức ẩm thực cũng là hoạt động không thể thiếu trong dịp này. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề được ngành chức năng thành phố quan tâm, nhằm đảm bảo sức khỏe cho du khách, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn. Xác định công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí kinh doanh để giữ chân du khách. Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố đã tăng cường công tác quản lý trên cơ sở ban hành các quy định cụ thể về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các khách sạn, nhà hàng phục vụ, khách du lịch. Yêu cầu các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống cam kết thực hiện các quy định đã đề ra về nguồn nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo chất lượng, điều kiện vệ sinh các trang thiết bị dụng cụ, môi trường và nhân viên phục vụ. Thanh kiểm tra rất là mạnh trong cái hệ thống nhà hàng, khách sạn mà có phục vụ ẩm thực để nhằm tạo ra một cái nền tảng góp phần cho du lịch thành phố phát triển. Ban cũng đang chú trọng kỹ năng chế biến, kỹ năng ra món, rồi các cái thao tác, rồi các cái thời gian mà các món ra như thế nào, bảo quản như thế nào để mà nó tốt. Cái nhiều khi là tất cả mọi cái tốt nhưng mà ra món để lâu quá hoặc là bị sơ suất, tay chân nó không kỹ năng không tốt thì nó cũng bị nhiễm. Tại một số chợ truyền thống như chợ Hàng, chợ Cồn, nơi thường xuyên có khách du lịch ghé vào mua sắm, công tác kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm được Ban Quản lý chợ chú trọng thực hiện, đảm bảo nguồn hàng tươi ngon có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Với xu hướng kinh doanh bền vững, tạo uy tín, các tiểu thương tại chợ cũng dần ý thức được rõ vai trò trách nhiệm trong hoạt động mua bán, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng. Ai cũng sợ hết vì an toàn thực phẩm là chính, người nào cũng đi học an toàn thực phẩm hết. Nếu ví dụ mà họ bán không rõ ràng thì họ mắc uy tố. Bất cứ ai cũng rứa hết, chứ không phải một mình. Thực phẩm đường phố cũng là một loại hình được các du khách lựa chọn khi đến trải nghiệm tại Đà Nẵng. Chính vì vậy, lực lượng chức năng tại các phường cũng tăng cường ra quân nhắc nhở, hướng dẫn các chủ quán ăn, tuân thủ các nguyên tắc an toàn thực phẩm, góp phần tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Mình giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, mình mua đồ là phải có chỗ nguồn gốc. Người ta ăn cũng giống như là mình ăn ở trong gia đình, thành thử ra mình phải có đảm bảo cho khách hàng ăn. Đối với lại có cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, thì đối với lại các cơ sở mà dịch vụ ăn uống giải khát thì quan tâm kiểm tra đến các trang thiết bị dụng cụ mà tiếp xúc trực tiếp với là thức ăn, thức uống. Và đối với là các cơ sở kinh doanh mà hàng bao có sẵn thì phường tập trung vào kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ và các điều kiện thông tin trên cái nhãn mác hàng hóa cho nó đúng quy định. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những nhân tố quan trọng đối với quá trình phát triển du lịch bền vững. Thành phố Đà Nẵng luôn xác định rõ, việc đảm bảo an toàn thực phẩm không chỉ góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực địa phương đến du khách, bạn bè quốc tế, mà còn xây dựng hình ảnh thành phố là điểm đến văn minh và an toàn.